Hiện Tiên xin chào quý bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Bây giờ là cây mai tới của chú anh chị ơi. Hiện tại là hôm nay là chị chạy tới luôn. Phải cái này không? Kêu ai cũng phụ giùm cái nha. Cái này là của ai nè? Ớt. Đó, cái này là của chị Linh nha. Chị Linh ở gốc của chú anh chị ơi. Hiện tại là bây giờ em cầm đi. Cầm để cho để. Cái này hai người kia xuống được. Được, ba người có. Ba người cho nó nhẹ miếng. Ở đàn ông đi. Phải. Được, ba người là được. Anh ra đi anh. Để đàn ông. Để ba đứng ngoài kia đi, thôi đi cực lắm. Thằng ông chạy trước anh chạy vô cho quay đích lại. Anh quay đích lại. Rồi vậy đi. Ừ, cái gì vậy? Từ. Tới đi. Lấy cái đồn đi. Gãy cái nụ. Ơi, ớt. Hả? Lấy cái đồn mình cho nó cao, cho nó đẹp luôn. Thôi, đồn ta không cho đó. Không. Đồn giống kìa. Ra ủng hộ tôi ha. Trời ơi. Mua trước ông chưa giờ nó giả mua. Đồn đâu? Giả mua đem vô. Có đồn nó nổi với nó không? Đồn chị nổi không? Đẹp lắm ha. Bán. Đồn cao quá. Trời ơi, không được. Cái nó nhỏ xíu cái đầu chà bá mà. Cái đồn phải bự mới được. Không đồn nó không được. Nhỏ cũng được nữa. Nhỏ cũng được đó. Không có lật mà. Cãi nó xi. Không có làm sao mà lật phải đó. Nó nặng tây à. Người ta đi ngang quơ cái thử. Ý là sợ nó nặng. Từ từ mình thiết kế lại coi. Từ từ đi. Mình chưa gấp đâu nữa. Bữa nay còn sớm mà. Để từ từ đi. Cái này mà ngã một cái là bắt công đi mua cái chậu nữa. Sao ngã nổi. Vậy thử coi. Cái vô cái ke tao không có chịu được cái đầu này đâu. Anh có bán đâu đồ bự không? Không. Không có bán đồ bận là xuống ha. Bằng ngủ đâu mà nó không được. Rồi, cái đồ mày đặt lên hay gì? Bỏ giờ ba người giá đi. Anh Minh mượn ai cầm đi. Cầm thôi. Cái cái nhiều lắm. Cái đồ ba người gánh vào. Giờ làm hết tôi làm. Lên. Đừng có đồ vô. Đồ vô. Ôi, giỡn chưa? Đó là không. Ấy. Không được đâu. Chưa ngay. Dạ lên tưới nước đó nha, tưới nước nó nặng là không bao giờ lật hết á. Rồi. Trời ơi, xô chưa lật nữa nhưng kia lật. Cho thấy ghê quá hả? Trời vô trong miếng để lỗ ngoài quá kìa. Lỗ đâu á. Ở dưới vô đây. Rồi. Vô nữa. Được rồi chứ. Đúng không? Vậy là đẹp đúng không? Đẹp. Còn mà nó thấp rồi. Để thử coi. Đó, ok đó. Không còn nãy mà nó thấp rồi nó đẹp. Hả? Không, bây giờ xây cái thế, xây cái bề cao này ra bên ngoài đây. Còn cái bề hấp này vô bên trong kia. Hay không bạn? Gấp lại. Nhẹ thôi. Từ từ, đừng có gấp gáp. Cứ từ từ. Rồi. Mấy cái chỗ xong rồi. Mấy ghép là cái mấy ghép là bông bự lắm. Cứ ra. Xây vòng đó. Rồi. Cứ Nữa. Ra đặt ra ngoài á. Đó. Rồi được rồi. Tưới nước cho nó đậm lắm. Không mà gì không lặt đâu. Rồi, ok. Rồi, mai đóng thêm 300 ngàn mua mấy cái liễn keo nữa. Rồi, mai mua thêm cây đây nữa. Không, cái này mình phải nói trên video là chị em nằm chứ thấy mua thêm cây nữa. Ủa cái này của ai đây? Ủa này của chị Linh lớn mà. Chị không thấy gì mua thêm. Bây giờ mai chị em mua thêm cây đây nữa. Đợi hai cây hai bên. À, mình mai mốt mình làm cái đường qua của chiếc nghệ sĩ của chú Linh luôn. Rồi muốn mà đều vậy là phải cây nữa mới được. Cây nữa mới được. Nếu mà mua gì là không được rồi. Mua gì là nó lẻ. Nó thêm cây nữa. Chắc thằng xếp vô tí xíu ra ha. Xếp vô miếng thôi. Chỉ sao không đi cái đụng. Sợ đụng không gãy. Đúng rồi. Cho vô miếng nữa ha. Nổi không? Nổi không? Đừng có đẩy cái đó. 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 Cái này thì em dịnh thôi. Tên gì anh? Rồi xây bên ngọc cho được chưa? Bây giờ xây qua miếng. Xây qua lợn. Kéo bên ông không vào, để bên ông vào. Dịnh trên đây nè. Rồi. Rồi, đó ok đó.
Rồi được rồi. Nhắm coi đi đi có nó giả đi đụng không? Không không được, nhắm không được anh, mở mới được. Đụng là đụng mà muốn nhắm đụng cái nãy ra cho đụng thôi. Cái này phải mở tối nay nhắm lại. Đụng lên ngập ơi. Trời ơi. Ví dụ như ra khán giả đi ngang đây. Rồi ok được rồi đó. Rồi đi đi. Méo rồi. Đụng là đụng vô cái mông luôn rồi. Nó đâu có cản gì đâu. Ok, luôn, tuyệt vời luôn. Quá là tuyệt vời, bà con tôi nha. Giờ hiện thực rồi. Giờ làm sao mà có chậu bên đây nữa đẹp lắm. Nó hả? Dài bữa nữa. Bây giờ mình treo mấy. Dài bữa nữa treo thì bao lì xì ha. Cái lọc rồi đó. Trái châu đồ ha. Cái này là mai ghép nha quý cô chú anh chị. Từ ở xa là như mình thấy có cái mấy cái đầu ghép nè. À, mà mình có nghe tin gì chưa? Ghép nè ha quý chú vậy. Có nghe tin gì chưa? Chưa. Là mùng 6 á, mùng 6 là chị Linh sẽ lên đó là sẽ lì xì cho anh em mình bằng cách là treo lì xì. Mùng 6 nào? Có không may mắn nha. Mùng 6 Tết. Mùng 6 Tết. Mùng 6 là qua Tết mình hả? Mùng 6 Tết. Mùng 6 Tết. Đi qua Tết rồi. Thì đó mùng 6 Tết mà. Tết có 3 ngày à. Mùng 1, mùng 2, mùng 3. Còn mùng còn Tết. Còn mùng còn Tết mà anh. Nhưng mà những người nào người ta thường nấu á, ăn Tết hết nhân viên là mấy người đó người ta có điều kiện. Anh em mình làm gì có điều kiện, không biết điều kiện hết. Không biết anh em mình ăn Tết được mấy ngày đây nè. Là mấy anh em mình phải bắt đầu vô công việc của mình nữa rồi đó. Nhưng mà kỳ này là may mắn nha, cái này là sẽ treo may mắn. Cho may mắn. Đúng rồi, chứ không phải bằng nhau đúng nha. Rồi. Xui à. Ừ. Đúng rồi. Cầm cái rồi không cầm nữa. Không cầm nữa. Cầm coi má tư. Gì má tư luôn hả? Chạy ghét luôn á. Ờ rồi. Không có lợt đâu. Nó không nó cứng khờ rồi công nhận luôn. Nãy mình chưa xay khớp đó. Còn bây giờ mà muốn nó cứng đâu bây giờ mình mua mình chạy ra mình mua chai kia dán đá. Không đâu. Vô chích là dính luôn. Mình không có rớt mà. Mình phải thử cái độ thử độ rung lắc rồi bây giờ để cho nó chắc chắn quá trời đẹp. Bây giờ có ai chụp hình nè. Ôi quá tuyệt vời luôn. Nói chung là cái to đó. Là cũng có nhưng thì, mà mình sợ là giờ, bên qua viên người ta chứ không có comment vào nên là mình không nhưng mà hiện tại là bây giờ mai nó sẽ đẹp hơn được. Nhưng mà có, anh có nghe tin này chưa? Sắp tới là chị không lo thuê xăm một cặp mai nữa nha. Mai nữa hả? Ừ cái đó là mai lâu cặp mai đó chắc để ngày mộ dưới luôn á. Ghép cái đó thì có nhưng mà cái mai này là cái mai em yên tâm đi, cái đường của chú nó còn rất là rộng, còn dây quanh kia là còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ mà ai mà đem vô trước là sẽ có vị trí trước, mai... trước. Còn mà ai vô sau là sẽ nhiều khi là không được để trong luôn, để ngoài đây. À. Anh nói rồi, vậy rồi. Nhiều khi là hết chỗ mới mà không để cho anh ta lật với nhau. Rồi ông lạc luôn mấy cái lá còn lại luôn rồi. Để cho mấy cái lá ta thoát hơi nước với ông nội. Không, ra không. Nãy coi mới rồi. Lúc rồi, mà bây ra giờ, coi là được có nửa cái lá. Bà xã. Bây giờ anh đứng đây anh làm kiểu coi. Ừ, làm kiểu hơn. Bây giờ chưa ai tí làm kiểu luôn đi. Hai anh em vô sớm nhau mình chụp luôn đi. Anh em vô đi, chụp coi. Cái hình ngoài luôn ngọc đúng rồi đó. Đồng ơi, đồng 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 anh cầm đi để em lấy cái này đi xuống cái. Ờ ok. Cây mai này hơi bị đẹp cho bà con bác. Rồi hết đưa đây. Rồi chụp chưa? 1 2 3. Hú kìa. Hú hú. 1 0. Rồi bây giờ tới em nè. Tôi có hình ảnh rồi đó. Chút xíu tôi đăng lên luôn. Có sao nó không được chứ? Chị Linh chút xíu được không? Chị bỏ cảm ơn chị Linh nha đã một sao không được mai đó là đẹp. Sao em cầm được anh vào cầm em anh vào nếu mà chị Ngọc còn mua thêm cây nữa là đúng bài luôn á. Ngọc có chung với đâu tí làm kiểu không có cái mục đích riêng á. Thôi bây giờ thì mình cũng xin phải chơi rồi chơi phải chỉ cái mai đâu đây anh ta có một mục đích riêng cái đó là thiếu thiếu cái gì đúng không trên bàn tay thiếu thiếu cái gì đây phải chưa. Rồi. Ngập rồi. Rồi đến đây thì 16 hết Bình Dương xin phép khép lại video này. Cảm ơn chị Tiên xin phép lại nha cô chú anh chị một lần nữa là cảm ơn chị Linh là góp rất là nhiều về cây mai ha. À, chúc chị thật là nhiều sức khỏe, nhận sự như ý và làm ăn phát tài nha chị.